Có rất là nhiều lời khen, người ta khen là ôi sao mà thằng này nó hát hay quá, và cũng có người kêu là nếu như mà con không hát thì nó lại hay hơn. Xin phép cô bác mình cho con hát nó được không ạ? Có được không ạ? Ngày hôm nay đặc biệt xin phép cho nhà gái được hát một ca khúc, có được không ạ? Cũng như là góp vui cho chương trình hôm nay, thì cũng xin chúc cho mừng tình yêu của hai em, thì anh cũng xin gửi tặng cho tất cả các quan khách ở đây một ca khúc. Ca khúc này chỉ hát vui thôi được ạ. Nhưng mà không biết vì sao mà từ khi mà con có vợ thì con hát nó rất là hay cái ca khúc này. Xin gửi lại ca khúc của bà, tất cả các quan khách ở đây ca khúc Đàn Bà. Tôi vẫn thường trong bóng đêm mà nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn xa nhưng lại gần. Ơi đàn bà ơi, những niềm đau hay đàn bà là ngọc ngà chân sau. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Đàn bà siêu ngọt đêm qua hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vẫn thở say khung nhặt chùa cây. Vinh biệt nhau thương suốt tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên, muôn kiếp sau mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hơi đàn bà. Không biết tên, tôi đã thầm thề mây hẹn gió. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần, hơi đàn bà ơi. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà siêu ngọt đêm qua hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vẫn hỡ say khung nhà chùa cây.
suốt tình nơi xứ xa. Tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã quên như càng nhiều. Ôi thế nhân, ôi đàn bà ơi, đàn bà ơi. Đàn bà ơi, alo, cô bác mình cho con xin một tràng pháo tay có được không ạ? Còn rất là đi rất là nhiều đám, nhưng mà ngày hôm nay là thấy là các anh chị em mình trẻ tuổi rất là nhiều, thì chắc có lẽ là như thế này, thì còn cũng xin cảnh báo là như thế này, cuộc vui của chúng ta đêm nay chính thức bắt đầu, có được không ạ? Các bạn trẻ ơi, ngày hôm nay anh xin tuyên bố là cuộc vui của chúng ta chính thức bắt đầu, và cảm ơn các bạn nhiều. Trước hết xin được cho thầy cảm ơn ca khúc cũng rất là tuyệt vời đến từ giọng ca của quý thần tộc của nhà gái đã dành tặng đến quý thần tộc của nhà trai, cũng như tất cả quý vị con khách đang hiện diện ở đây. Một lần nữa xin được cảm ơn anh. Và liên tục chương trình xin được mời tiếng hát của anh Hoàng.